Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Men gan cao, nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa bệnh men gan tăng cao. Men gan cao là bệnh lý tổn thương chức năng gan điển hình, xảy ra do nhiều nguyên nhân. Sớm phát hiện các triệu chứng chỉ số men gan tăng sẽ giúp bệnh nhân áp dụng các cách chữa phù hợp, hiệu quả. Bệnh men gan cao là gì? Có nguy hiểm không? Bệnh men gan cao là tình trạng chỉ số men gan vượt qua ngưỡng trung bình 40. Men gan là một loại enzyme có tác dụng xúc tác phản ứng sinh hóa trong tế bào gan. Khi tế bào gan tổn thương, bị phá vỡ, sẽ khiến men gan phóng thích vào dòng máu. Khi chỉ số men gan tăng cao, cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy, vàng da, phù nề. Bệnh men gan cao có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm gan cấp, viêm gan mãn tính, xơ gan, vân vân. Nguyên nhân bệnh men gan cao. Chỉ số men gan tăng cao có thể xảy ra do những nguyên nhân sau. Viêm gan siêu vi. Đây là nguyên nhân gây ra men gan cao hàng đầu. Virus các loại A, B, C khi xâm nhập vào cơ thể sẽ hủy hoại tế bào gan, giải phóng men gan vào máu. Lạm dụng rượu bia. Nếu sử dụng thường xuyên khoảng hơn 60 gram cồn một ngày thì chất độc của rượu bia sẽ tích tụ trong gan. Dùng nhiều thuốc. Nguyên nhân men gan cao có thể do lạm dụng thuốc kháng sinh, tim mạch, trầm cảm, vân vân. Dùng thực phẩm độc hại. Sử dụng thức ăn bẩn chứa hóa chất độc hại hoặc thường xuyên dùng đồ ăn nhanh. Nguyên nhân men gan cao do bệnh lý, do biến chứng của các căn bệnh như viêm đường mật, sỏi mật, viêm gan tự miễn, tiểu đường, sốt rét, sốt xuất huyết, vân vân. Triệu chứng men gan cao thường gặp. Nếu thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sau đây, người bệnh cần đến bệnh viện để xét nghiệm, chẩn đoán kịp thời, vì rất có thể đây là các triệu chứng bệnh men gan cao điển hình. Mẩn ngứa, khó chịu. Da bị mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Đầu tiên vùng ngứa rất nhỏ, sau lan rộng ra toàn cơ thể. Đau hạ sườn phải. Khi tế bào gan tổn thương, sẽ khiến vùng bụng hạ sườn bên phải đau nhức âm ỉ. Cơn đau xuất hiện không thường xuyên. Thay đổi sắc tố da. Triệu chứng của bệnh men gan cao còn thể hiện ở việc thay đổi sắc tố da như lòng bàn tay, bàn chân chuyển sang màu vàng. Rối loạn tiêu hóa, bụng trướng nhẹ, đi ngoài phân màu nhạt hơn bình thường rất nhiều. Triệu chứng men gan cao khác, phù chân, mệt mỏi, sút cân, tăng nhịp tim, buồn nôn, nôn. Các cách chữa men gan cao hiện nay. Điều trị bằng Tây y. Bệnh nhân khi sử dụng thuốc Tây cần tuân thủ theo liều lượng chỉ định từ bác sĩ. Thông thường, người bệnh sẽ được dùng một số loại thuốc chứa men gan cao đơn lẻ hoặc kết hợp như nhóm thuốc hạ men gan, nhóm thuốc bảo vệ tế bào gan, nhóm thuốc giải độc, nhóm thuốc bổ gan, vân vân. Chứa men gan cao bằng Đông y. Theo chuyên gia y tế, các bài thuốc nam đều rất lành tính, tiết kiệm và đem lại hiệu quả tốt. Người bệnh nên áp dụng bài thuốc có tính giải độc cao, hỗ trợ chữa bệnh men gan cao hiệu quả như nhân trần, vỏ hoàng bá, cây diệp hạ châu, vân vân. Chế độ sinh hoạt khoa học hỗ trợ chữa men gan cao. Uống đủ nước, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tránh thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế dùng chất kích thích, dùng thuốc kháng sinh hợp lý. Ngoài ra, để gia tăng hiệu quả trong việc giảm chỉ số men gan tăng cao, bệnh nhân cũng cần chú ý đến chế độ sinh hoạt của bản thân, tránh các tác động xấu đến lá gan,